Trong 4 ngày lễ từ ngày 29 tháng 4 đến 2 tháng 5, Việt Nam đã xảy ra trên 23.000 vụ vi phạm luật giao thông, làm xảy ra 125 vụ tai nạn khiến 98 người chết và 90 người khác bị thương. Truyền thông Việt Nam loan tin ngày 3 tháng 5 dẫn phúc trình của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên các tuyến đường bộ. Trong đó, có hai vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 7 người và làm bị thương 1 người. Ngoài ra, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy không đợi mũ bảo hiểm, chở quá tải, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, phổ biến tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương và Sài Gòn là các trường hợp lái xe uống rượu khá phổ biến tại các vùng nông thôn. Cảnh sát giao thông các tỉnh cũng đã lập biên bản trên 23.000 trường hợp phạm luật giao thông, tước bằng lái của trên 1.000 người và nộp kho bạc nhà nước hơn 11 tỷ 700 triệu đồng.